anh qua cơn mê xa cuộc đời bên bông anh lại về bên em ngày gió mưa không còn nên vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ test các bác nghe mẫu loa trung dom của Beoler để các bác nghe xem thử nhá. Trước hết là test qua tụ và thứ hai là em test qua phân tần xem âm nó có khác biệt không. Khi mà loa lắp qua tụ và lắp qua phân tần thì âm thanh có khác biệt nhiều không. Đấy. Thì trước hết là test qua tụ trước nhá. Tụ thì em sử dụng tụ 6.8 nhá, tụ đen, tụ này khá là chất lượng. Chơi là test mọi người nghe thôi. Em đầu sẵn một loa rồi nhá. Rồi, sau đó anh để test qua phân tần nó có khác không nhá. Test phân tần em sử dụng phân tần 3 đường tiếng. Một bass, một chung, một chép, nhưng test nó chung thôi nên là mình sẽ sử dụng một đường chung của nó thôi. Cái phân tần này khá là tiện cho anh em là không phải hàn, có kẹp dây. Đây là cái dây loa bãi mà bạc anh em nhé. Đồng rất là mềm tươi, nhưng mà khi dùng cái này là nó hay bị xô lại nên là đó. Con này cũng thế. Khi lắp qua phân tần rồi thì mình sẽ không còn tụ nữa, mình lắp trực tiếp vào loa. Dòng trung dom này nghe nhạc rất là hay anh em ạ. Cái giải âm nó rất là rộng. Nên là anh em nào mà muốn đóng thùng loa nghe nhạc ấy, sử dụng dòng trung dom này rất là hiếm. Cái dây này khá to. Rồi, tạm thời thế này đã. Và cái này mình giữ được, đỡ mất thời gian rồi mọi người. Nghe thử nhá. Đây, sau khi lắp xong phân tần đấy, đây em lối trực tiếp qua phân tần nên là từ âm ly ra đang sống âm ly như này nên là cẩn thận nó rất dễ cháy. Rồi test mọi người nhé. Để test thì em sẽ test lại cái đoạn vừa nãy cho nó dễ nhận biết.
phải nói là cắt qua phân tần thì âm lúc nào nó cũng chuẩn hơn, âm nó sạch hơn, trung âm rất là sáng và ngọt. Đấy. Thế là anh em nào mà có điều kiện thì đóng loa tốt nhất là qua phân tần, cho loa vừa đảm bảo âm lại hay. Nhá. Qua tụ cũng được thôi nhưng mà nó sẽ chắc chắn nó sẽ không bằng phân tần, thì cắt qua phân tần rồi, vừa có tụ vừa có cuộn cả, để có cả trở nữa, có cầu trì chống cháy nữa, anh em dùng lúc nào nó cũng yên tâm. Cái thứ hai là đây là một cái cấu hình mà cho anh em nào mà muốn đóng loa nghe nhạc vào cả bolero ấy, cực kỳ là chất lượng luôn. Đây là dùng bass 20, loa chung và loa chép đo, chung đo và chép đo, phối cực kỳ là hay và mình đã lên thùng rồi cho một bác khách, rất là hay. Đấy, thế nên là đây là một cái gợi ý cho mọi người nhá, mình cũng sử dụng phân tần loại tê quá, bởi cái tần đi á, mình dùng cái phân tần loại này là phân tần 3 lần tiếng, 3 quay, mã là HX3388, dòng này cũng khá là cao cấp. Nhưng anh em xem đây, đây là cả một cái gợi ý cho mọi người đóng thùng 3 lần tiếng nhá, bát 20 để trung đo, chép đo và phân tần 3 quay. Đó, thế anh em nào muốn tham khảo thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá, hoặc là mình kết bạn Zalo. Xin cảm ơn tất cả anh em nhá.